Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếngtrung.vn sẽ quay lại với các bạn trong một chuyên đề về các cái cách so sánh trong tiếng Trung. Việc đầu tiên, phần đầu tiên chúng tôi muốn hướng dẫn các bạn đó là so sánh hơn. Thì trong khi mà chúng ta muốn so sánh hơn trong tiếng Trung thì cấu trúc của nó sẽ là A pỉ B cộng một tính từ hoặc là một cụm động từ nào đó. Chúng tôi ví dụ Chín thiên bì chúa thiên rượu. Chín thiên là hôm nay, bì là so với, chúa thiên là ngày hôm qua. Rượu có nghĩa là nóng, tức là A bì B xong đằng sau một tính từ, một cụm động từ nào đó. Trường hợp số 2, Tà de khan yu shui bình bì yi jian tí cao là Tà de khan yu shui bình, trình độ tiếng Hán của anh ta, bì yi jian so với trước đây, tí cao là đã được nâng cao lên. Cấu trúc số 2 chúng ta có thể có là A bỉ B cộng tính từ hoặc là cộng động từ cộng với bổ ngữ chỉ số lượng. Ta ví dụ luôn, chỉ chia bí của ta sư xuệ, chỉ chia là chị gái, bí của là so với tớ, ta sư xuệ tức là lớn hơn tớ được 4 tuổi. A bỉ B cộng tính từ hoặc là cộng động từ, sau đó có thể có số lượng từ. Sư xuệ, sư là số từ, xuệ bổ ngữ chỉ số sư xuệ chính là bổ ngữ chỉ số lượng. Chúng ta đi tiếp. Chư chen y phụ bỉ na chen quy tiền. Chư chen y phụ là bộ quần áo này, bỉ na chen so với cái bộ kia, quy tiền tức là đắt hơn một chút. Đấy, cái đấy là bổ ngữ chỉ số lượng, quy tiền. Cấu trúc số 3 đó là A bỉ B cộng chảo quản tua sảo cộng động từ cộng số lượng cộng bổ ngữ chỉ số lượng cộng tân ngữ. Ví dụ, chùa phây chi bị chùa hùa chưa chảo tạo chiều sứ vân chung. Chùa phây chi tức là đi bằng máy bay, bị so với chùa hùa chưa đi bằng xe lửa, chảo tạo tức là đến sớm được hơn, chiều sứ vân chung tức là 90 phút. Ví dụ số 2, thà chín thiên bí ủa sảo chư y tuân phạm. Thà là anh ta, chín thiên hôm nay, ví dụ so với tôi thì sảo chư y tuân phạn tức là anh ấy ăn ít hơn tôi một bữa. Y tuân phạn có nghĩa là một bữa ăn. Chúng ta đi tiếp. Cấu trúc A bỉ B cộng tính từ động hoặc động từ, sau đó là bổ ngữ chỉ trình độ. Ta ví dụ luôn, tha bí wo shuo de hao hoặc là tha shuo de bí wo hao, tức là anh ta nói tốt hơn tôi. Khi mà các bạn gặp chữ tứa đấy, thì chúng ta hiểu ngay đó là bổ ngữ chỉ trình độ. Bổ ngữ chỉ trình độ là thế này, là nói đến hành động đạt đến một cái mức độ nào đó. Chúng ta đi tiếp. Bình quả bì xiang chào bèn y tớ tuôn. Bình quả là táo, bì xiang chào so với là chuối, bèn y tớ tuôn tức là rẻ hơn rất là nhiều. Ở trên đây thì tôi vừa hướng dẫn cho các bạn là cái mẫu so sánh hơn, ta cứ hiểu nôm na là A bỉ B à, thế nào thế kia, đằng sau là động từ tính từ gì đấy. Chúng ta đi tiếp ạ. Ta có một cái kết cấu là y thiên bỉ y thiên, tức là mỗi ngày một hơn thế nào đấy. Ta ví dụ luôn, thiên chi y thiên bỉ y thiên lầm, thời tiết thì càng ngày càng lạnh à, càng ngày càng lạnh, động kiểu như thế. Tha xuế xí tờ chấn chi y chữ bỉ y chữ hảo, cái thành tích học tập của anh ta thì càng ngày càng tốt. Y thiên bỉ y thiên tức là càng ngày càng, cái này tương đối là giống như kiểu yue là yue, tức cũng là ngày càng à. Chúng ta đi tiếp. Phần số 2 quan trọng đó là các bạn có thể so sánh ở mức độ ngang bằng, thì mẫu của nó là A cân B hoặc là A khứa B hoặc là A thúng B, yang hoặc là chaputua tức là yang tức là giống hệt nhau, còn chaputua là kiểu sấp xỉ. Ta ví dụ luôn, đi vào ví dụ luôn. Tha khan lǔ shuò de gēn zhù rén cha bú tuò. Tha khan lǔ shuò de tức là cái khả năng nói tiếng Hán của anh ta. Gēn zhù rén cha bú tuò tức là cũng sàn sàn như là người Trung Quốc rồi. Zuò huò zhè tóng zuò qì zhè yǐ yāng kuài, tức là ngồi bằng đi bằng xe lửa hoặc là đi bằng xe hơi thì nó cũng nhanh như nhau thôi. Thường thường là cái mẫu ngoài đời hay sử dụng là A cân B yǐ yāng gì đó. Ồ cân thai yang xoay, tôi đẹp trai giống anh ta. Ồ cân thai yang tui chén, tôi lắm tiền bằng anh ta. Ví dụ như thế. Chúng ta đi tiếp. Cấu trúc số 2,
A xiang B chưa mở Na mở gì đó. Còn nếu phủ định của nó là A pu xiang B cậu chưa mở hoặc Na mở. Ta ví dụ luôn, tha khẩn xiang của tớ mây mẹ, cô ấy rất giống em gái tớ. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần số 3, đó là so sánh kém. A mấy hiểu B chưa mở hoặc Na mở. Ví dụ tha mấy hiểu lão trang Na mở hiểu chinh nhẹ, tức là anh ta thì không có nhiều kinh nghiệm như là ông Trương, hoặc là A mấy hiểu B, ví dụ như là ủa mấy hiểu tha tôi chén, tôi không nhiều tiền bằng anh ta. Ủa mấy hiểu tha xoay, tôi không đẹp trai bằng anh ta. Ủa mấy hiểu tha trung mình, tôi không có thông minh bằng anh ta. Ví dụ như thế. Tức là cái mẫu số 3, cái phần số 3 chúng ta cần quan tâm đó là so sánh kém, tức là A mấy hiểu B chấm 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 chấm. Vẫn là so sánh kém đấy, thì A pu rú B cũng được. Ta ví dụ luôn, chư chủng bản phả pu rú na chủng, cái cách này thì không hay bằng cách cách kia. Dạng câu này luôn là chỉ sự phủ định. Bây giờ ta còn một cái kết cấu gọi là duy lại duy, càng ngày càng. Ủa duy lại duy xoay, tớ lại càng ngày càng đẹp trai. Ủa duy lại duy tua chén, mình lại càng ngày càng lắm tiền hơn. Thà duy lại duy trung mình, càng ngày ta càng tỏ ra thông minh hơn. Thà duy lại duy phèo leng, cô ấy ngày càng xinh đẹp hơn. Tức là các bạn biết cái sử dụng cách duy lại duy tương đương cái lúc nãy là cái so sánh hơn là y thiên bỉ y thiên đấy, đúng không? Đấy, cái này cũng có thể lượt vào dạng là so sánh hơn. Bây giờ chúng ta chuyển sang vấn đề là so sánh ở bậc cao nhất, thì là chủ ngữ cộng truy cộng tính từ chẳng hạn, hoặc là chủ ngữ cộng động từ cộng tớ cộng truy. Ta ví dụ luôn, của truy phèo leng tớ xinh nhất, của truy xoay mình đẹp trai nhất, của truy hao sợ mình dê nhất, của truy biến thái mình biến thái nhất, tha truy chẩu anh ta xấu xí nhất, tha truy chẩu anh ta hôi nhất. Ví dụ truy cộng với tính từ là chúng ta hiểu là nhất đấy, nôm na như thế. Hoặc cái cụm hoặc chủ ngữ cộng động từ cộng tớ cộng truy cộng tính từ, nghe thấy vẻ hơi căng thẳng các bạn, và ví dụ của bạn sẽ nhớ ngay. Chúng ta luôn luôn nhớ bằng ví dụ, nhớ bằng thực tế chứ không phải là nhớ bằng lý thuyết, bởi lý thuyết luôn luôn sẽ quên, thực tế thì sẽ giúp chúng ta nhớ mãi. Nó đi vào từng cái mẫu câu và chúng ta tưởng tượng ra cái hình ảnh hoặc âm thanh nào đó thì là sẽ nhớ sẽ rất là lâu. Ví dụ của lái tới truy chảo tớ đến sớm nhất, thắt chẩu tớ truy man anh ta đi chậm nhất, thà chư tớ truy khoại anh ta ăn nhanh nhất, thà xuyến xí tớ truy khảo anh ta học hành tử tế nhất tốt nhất. Đấy, ví dụ như thế. Trên đây tiếng Trung.vn vừa mới hướng dẫn cho các bạn các cái phần về so sánh, bây giờ các bạn tổng hợp là nó nhớ lại này. Thứ nhất là so sánh hơn này, A bỉ B, ví dụ của bỉ tha cao, của bỉ tha xoay, tôi cao hoặc là tôi đẹp trai hơn anh ta. Còn một mẫu nữa cho phần này là y thiên bỉ y thiên, càng ngày càng, hoặc là duy lại duy, càng ngày càng. Ủa y thiên bỉ y thiên tuổi chén, càng ngày tôi càng nhiều tiền hơn. Ủa duy lại duy xoay, tôi càng ngày càng đẹp trai hơn. Ủa duy lại duy bên thai, tôi càng ngày càng biến thái hơn. Đấy là so sánh hơn. Bây giờ chúng ta sang một thứ hai là so sánh kém. A mấy hiểu B, A pu rú B. Ví dụ, ồ mấy hiểu tha tua chén, ồ mấy hiểu tha cao, tôi không cao bằng anh ta. Ồ mấy hiểu tha chẩu, tôi không xấu xí như anh ta. Đó là so sánh kém. So sánh hơn rồi này, so sánh kém rồi này. Bây giờ so sánh ngang bằng. A cân B yang, ồ cân tha yang tua chén, tôi nhiều tiền hơn anh ta. Ồ cân tha yang xoài, tôi đẹp trai bằng anh ta. Ồ cân tha y thăng hao sợ, tôi dê bằng anh ta. Có cân thả ý em pen thại, tôi biến thái bằng anh ta. Ví dụ như thế. Đó là so sánh kém. Bây giờ chúng ta so sánh hơn rồi. So sánh ngang bằng. Lúc nãy vừa nói cái ngang bằng các bạn có nhớ không? A cân B ý em, của cân thả ý em pheo lên, tôi sinh bằng cô ta. Ví dụ thế. Thế thì bây giờ còn một cái so sánh nữa các bạn cần phải nhớ lại. Đó là tôi vừa nói là chơi xong cộng với tính từ, tức là nhất. Của chơi của chơi xoài, tôi đẹp trai nhất. Của chơi hao sợ, tôi dê nhất. Của chơi biến thái, tôi biến thái nhất. Hoặc là ta còn có một cái nữa là ví dụ như là của lái tới chơi chảo, tôi đến sớm nhất. Của chư tới chơi khoai, tôi ăn nhanh nhất. Của xuế gì được chơi hảo, tôi học hành tử tế nhất trong hội. Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn cho các bạn xong về tất cả các phép so sánh trong tiếng Trung. Thực ra thì nếu mà ngồi để mà bày vẽ ra thì nó có rất nhiều những cái lằng nhằng sau đó, nhưng các bạn chỉ nôm na hiểu này. Chúng ta có so sánh hơn này, so sánh ngang bằng này, so sánh kém này, và so sánh ở cấp độ cao nhất.
tiếng trung.vn. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công.